Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái vlog nhỏ nhỏ cho các bạn xem nha. Đây là một bữa trưa đầy ấm áp và nó vui vẻ của Tèm Tèm các bạn ơi. Đúng không? Chào bạn nha. Wow, mòn quá các bạn. Đây là tô phở có 1 + 2 ở Việt Nam của Tèm Tèm nha các bạn. Thì đây là khách sạn, đây là căn phòng VIP của anh em mình ăn trưa đây các bạn. Sau mỗi ngày buổi sáng làm việc để quay phim các bạn cùng xem, giờ về trưa thì những anh em mình ăn đây các bạn. Đây là cái môi trường ăn của team mình. Mọi người nhớ đây là ai không các bạn? Đây là tô phở của bà Thím Nhi mình. Các bạn nhìn Thím Nhi ăn ngon các bạn. Ăn mì kiểu quý phái, quý tộc đây Thím Nhi. Ta phải đứng lên cho ăn mì, ta phải kéo cọng dài, ta đứng lên, ta bỏ vào miệng rồi chứ. Đây có thanh niên này là chăm chú ăn nhất nè các bạn. Wow, đi ăn tô của thanh niên này là rất là nhiều các bạn. Đây là mì nè, cơm nè, bánh tráng nè, ớt nè. Ăn kiểu quý sĩ tộc đi Di ơi. Đó, quý sĩ tộc ha. Đây là toàn bộ cánh mà tem mình ăn trưa nha các bạn. Thì một tháng nay đều đặn đều ăn trưa đều như vậy nha các bạn ơi. Không có món nào khác ngoài món phở này. Trung Bắc phở đầy tình thương các bạn ơi. Đây là xung quanh toàn cảnh anh em mình ngồi ăn đây các bạn. Đây là thớ cho cái bàn đó, tô mì lên ăn. Nhìn thấy mì thêm như ăn ngon các bạn. Ngon đến từng giọt nước luôn nè. Lâm ca no chưa? No chưa Lâm ca? Được không? Mấy tô nữa là no. Trời, các bạn nhìn tô của Lâm ca các bạn. Không có gì ngồi ớt, hình như ăn ớt cho cây đã no, mấy bữa no sớm cả. Vô một tô mì không đủ no cái bụng của Lâm ca. Wow. Đây là bữa trưa tình thương hả? Ớt là bữa trưa. Ăn hai cái rồi là mười âm nè. Cái miếng ớt nêu cảm nhận ớt cây gồng nè. Wow, cây á. Đây là những thanh niên làm biến nha các bạn, ăn ớt rất là nhiều luôn. Quay lại với thanh niên Nhi mới được, bạn coi ăn rất là giá đã nha. Đâu đang đâu rồi xong. Đây là cái răng của Thím Nhi đây các bạn, mỉ ra luôn rồi. Nhi đang cười ra nữa. Đây các bạn, đây là cảnh của buổi trưa sinh hoạt thường ngày của những anh em mình sau khi đi quay một buổi sáng vừa là buổi trưa sẽ có một bữa ăn trưa như thế này nha các bạn. Anh em mình ăn rất là sang trọng và quý phái luôn. Nhưng làm ăn sẽ nhanh còn đi quay nè, chứ vừa ăn vừa bấm điện thoại là ở nhà rửa chén nha. Ok. Bạn thấy đầu tóc của đeo nha. Đúng rồi, ăn sau có đeo phải rửa chén. Các bạn thấy đầu tóc của Lông Cà đẹp không các bạn? Đầu tóc này hôm bữa mình có tạo cái mẫu cho Lông Cà đấy các bạn. Nên các bạn thấy mà đầu tóc này đẹp thì đừng quên like nha các bạn. Nhớ anh em ăn trưa nay ăn phở ngon không anh em? Ngon không? Ngon không Lông Cà? Ngon. Ngon nhìn đây chứ nhìn đâu mà ngon hả? Wow, kỳ quá bạn. Rồi. Trời, thanh niên gì coi ăn ớt kìa. Ui xui. Ớt mà cắn gì mà cắn thấy ớn. Bữa trưa đạm bạc của những YouTuber. Hậu trường. Thím Nhi đã quét sạch cái tô của mình rồi các bạn ơi. Đây là hậu trường của những anh em mình ăn bữa trưa đây các bạn. Anh nhanh cái đó vậy, anh xèo đeo phải rộng. Đây ai là người ăn sâu thì sẽ phải thanh toán cái đống chén đống tô nè các bạn. Rồi Thím Nhi đã xong rồi. Thím Nhi vào làm ca nước cho anh em uống nha. Niên làm cái tật ăn là vừa ăn vừa bấm điện thoại các bạn. Phải cho Niên nó rửa chén mới được. Hơi bị nhiều. Tại vì Di nó đăng ký rửa chén nên nó ăn chậm á. Anh có gì mà đánh nhé. Uống cái nước.
Cháu uống miếng nước nhiều. Chú công nhận hay, hay này cây ghê thiệt á. Tôi nghe mùi ớt mà nó hăng luôn á. Ừ. Ở đây mà nghe mùi ớt nó hăng luôn biết cỏ nào chứ. Wow, đừng nói là đỡ hôm nay chầu rửa chén hôm nay dành cho Xuân Di nha. Wow, đỡ Xuân Di ạ. Nông cà xong rồi các bạn ơi. Một buổi sinh hoạt thường ngày. Và đây là cái hậu trường mà thường ngày anh em mình thường ăn trưa đây nha các bạn. Nếu các bạn nào mà thích ăn phở như anh em mình thì cứ đến với anh em mình để góp vui với những bữa trưa đầy lãng mạn. Rồi Long Cà ăn xong bó củ chạy lấy người luôn các bạn ơi. Cái gì tao? Thanh niên đây là vẫn tiếc, vẫn tiếc cái giọt cuối cùng bạn chạy tới chỗ đưa thiết luôn mà vẫn còn ăn các bạn. Đâu? Đó đây kìa. Bưng vô, bưng vô, bưng vô đóng cửa lại ăn luôn. Đây bạn. Vẫn tiếc đến giọt cuối cùng mình. Cố gắng là gì? Ăn nhanh là gì? Nhanh lên, cố lên. Cố gắng sẽ thành công. Rửa đi, rửa cả đầu. Lấy xì bông kia nè, cha. Lấy xì bông kia chà mày coi rửa sạch. Đây các bạn thấy thanh niên Di có đẹp trai không bạn? Nếu các bạn nữ nào đang xem thì nếu thấy thanh niên Di đẹp trai thì cứ inbox vào cái Facebook của thanh niên Di nha. Xuân Di đang trong quá trình tìm người yêu các bạn ơi. Tại vì anh ở thời gian qua anh cũng vả lắm rồi. Mai Xuân Di. Anh đang cần tìm người yêu anh đỡ bớt vả lại. Anh đảm đang lắm các bạn, ăn xong rửa chén rồi cực kỳ đảm đang luôn nha, cực kỳ siêng luôn. Các bạn coi anh rửa chén nè. Do anh cũng có làm, năm nay anh Di mới 23 tuổi thôi nha. Nhưng mà trong đó là có 8 năm kinh nghiệm rửa chén ở những quán phở rồi. Nên anh rửa chén tay rất chuyên nghiệp, thấy tay anh bóp các bạn. Bóp rất chuyên nghiệp luôn nha. Cái giờ vấn đề mà bóp bóp là các bạn nói giờ anh Di là đánh cắp luôn bởi vì hay bóp những cái gì rửa chén bạn bóp đó cho xì bông nó ra bọt á. Xuân Di bóp rất chuyên nghiệp. Hai bạn thấy rửa nhanh không? Các bạn nghĩ thường ngày anh ta làm quán phở các bạn rửa chén mà mấy trăm tô một ngày chỉ trong vòng một tiếng hồi các bạn ơi. Anh rửa lên tới cái chức là rửa chén cứng luôn các bạn. Nên hôm nay anh được quờ chơi cùng anh em mình. Nên anh muốn trổ tại các bạn cùng xem cái độ rửa chén tốc độ của anh cỡ nào. Anh mà cho anh uống một lon vô nữa là đi, anh rửa mới nhanh nữa các bạn ơi. Cô lên nhanh đi. Cô lên. Mà là anh muốn làm á. Bạn nhìn mày cả không? Rửa hàng mình là ăn cái tô bự kinh thực. Đây là riêng cái tô của thanh niên Di đây nha các bạn. Tô đây là tô to nhất ở đây luôn. Mà múc cho anh ăn như mấy người mà mình nước ngồi ăn thích ăn đồ á. Đúng rồi, anh chúc tôi nữa. Thì khác nào cho nó thử thách rửa chén siêu nhanh nữa. Gớm không, tay chiên gì không? Giờ lấy vợ được rồi. Cứ ra sức nha. Thằng Di là to sáng nhất cái đêm này nha các bạn. Làm gì vậy, hiểu gì? Ờ. Đây bạn. Phía sau hậu trường là có Thiếm Nhi đang cố tỏ để
xóa mũi của Xuân Di xách đi đâu với cái đầu dứt rồi bạn. Đang ngồi phía trai nha các bạn. À, nhìn mặt anh gì lạnh lắm các bạn, lạnh lùng. Lạnh lên, cái đầu nó chuyên nghiệp lên, lạnh lên. Trời đã lạnh luôn nhỉ. Trời đã lạnh, mình nhìn mặt anh càng mình càng lạnh nữa các bạn. Cái đầu phải lạnh lên. Hay mà nó chuyên nghiệp không? Đây. Chuyên nghiệp lên. Thành thao. Thôi thì cái clip của mình đến đây là kết thúc nha bạn. Cái hậu trường buổi trưa vui vẻ của những anh em trong team mình đến đây xin khép lại. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nha. Chào các bạn nha. Cảm ơn tất cả đã các bạn đã xem cái hậu trường vui vẻ của buổi trưa vui vẻ của team TMTV. Bye bye.